Ông Trump đề cử tỷ phú mê tiền số làm Bộ trưởng Thương mại. Tổng thống đắc cử Mỹ đề cử Howard Lutnick, tỷ phú cho rằng Bitcoin nên được giao dịch như vàng làm Bộ trưởng Thương mại. Tổng thống đắc cử Donald Trump ngày 19 tháng 11 thông báo, đề cử Howard Lutnick, 63 tuổi, chủ tịch kiêm CEO của công ty dịch vụ tài chính Cantor Fitzgerald vào vị trí Bộ trưởng Thương mại. Ông ấy sẽ dẫn đầu chương trình hành động của chúng ta về thuế quan và thương mại, trực tiếp quản lý văn phòng đại diện thương mại Mỹ. Ông Trump tuyên bố việc đề cử Lutnick cần được thượng viện phê chuẩn. Ông có mối quan hệ lâu năm với Trump và hiện là đồng chủ tịch đội ngũ chuyển giao quyền lực của tổng thống đắc cử. Trong chiến dịch tranh cử vừa qua, Lutnick là một trong những cố vấn đắc lực cho ông Trump về các chính sách kinh tế và thương mại. Theo truyền thông Mỹ, Lutnick ban đầu vốn muốn cạnh tranh ghế bộ trưởng tài chính nhưng cuối cùng đã được ông Trump chọn làm bộ trưởng thương mại. Xin cảm ơn Tổng thống Trump đã tin tưởng giao cho tôi nhiệm vụ giúp nước Mỹ vĩ đại trở lại với vai trò Bộ trưởng Thương mại tiếp theo, tôi sẽ cùng tham gia vào chính quyền tốt nhất mà nước Mỹ từng có và khai thác toàn bộ tiềm năng kinh tế của chúng ta, Lutnick viết trên X. Lutnick, với tổng tài sản được Forbes ước tính khoảng 1,5 tỷ USD, là người ủng hộ tiền số và từng cho rằng Bitcoin cần được giao dịch như vàng tại sự kiện vận động trong Trump vào tháng 7 ở Nashville. Ông cũng ủng hộ tiền mã hóa giờ, một loại stablecoin có giá trị gắn liền với USD Lutnick đã nhiều lần nhắc đến thời giờ trong các cuộc phỏng vấn với truyền thông trước thềm bầu cử. Trong chiến dịch tranh cử, ông trong cam kết thúc đẩy chính sách thương mại nước Mỹ trên hết với các đề xuất áp thuế lên đến 60% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc và mức thuế lên đến 20% đối với tất cả các hàng nhập khẩu còn lại. Lutnick đã công khai ủng hộ ý tưởng này. Chủ bất động sản được ông Trump chọn làm người dập lửa Trung Đông, dù không có kinh nghiệm ngoại giao. Tỷ phú Steve Grickhoff được ông Trump chọn làm đặc phái viên Trung Đông nhờ kỹ năng đàm phán bất động sản. Tháng 4 năm 2022, một bữa tiệc xa hoa được tổ chức ở khu nghỉ dưỡng Malago, thành phố Palm Beach, bang Florida, để chúc mừng đám cưới của Jack Grickhoff, con trai ông trùm bất động sản Steve Grickhoff. Cựu Tổng thống Donald Trump cùng phu nhân Melania đã ở lại tới cuối buổi tiệc để chúc mừng đám cưới. Thống đốc Florida Ron DeSantis, các doanh nhân nổi tiếng như Barry Stanley, và cả ngôi sao bóng chảy Alex Rodriguez cũng góp mặt. Tỷ phú Elon Musk có thể là chiến hữu mới nổi của ông Trump kể từ khi ra sức ủng hộ chiến dịch tranh cử của ứng viên Cộng hòa hồi tháng 7, nhưng Steve Witkoff từ lâu được biết đến là một trong những người bạn thân thiết và trung thành nhất của ông. Và giờ, khi ông Trump đã là Tổng thống đắc cử, Witkoff từ một doanh nhân bất động sản sẽ trở thành đặc phái viên về Trung Đông của chính quyền mới. Đây là vị trí mà ông Trump từng trao cho con rể Jay Kushner trong nhiệm kỳ đầu tiên. Steve Witkoff sinh ngày 15 tháng 3 năm 1957 trong một gia đình do Thái ở New York và cha ông là nhà sản xuất áo khoác nữ. Ngày đi học, ông làm thêm tại công ty luật bất động sản Dreyer và Tropp, nơi ông Trump là khách hàng. Sau khi lấy bằng tiến sĩ luật tại Đại học Hostra, ông hợp tác với luật sư Lauren Grock của Dreyer and Tropp để thành lập công ty Steeler Management, mua lại các tòa nhà giá rẻ ở Washington Heights thuộc quận Manhattan của New York. Sự nghiệp đầu tư bất động sản của ông bắt đầu từ đó và ngày càng mở rộng. Cuối những năm 1990, ông thành lập tập đoàn Whitcoff và trở thành trùng bất động sản có tiếng ở Mỹ. Giống như ông Trump, Whitcoff đã tích lũy tài sản tại thành phố New York và sau đó đưa con cái vào con đường kinh doanh. Trước khi ông chuyển đến Nam Florida, ông cũng là người mê golf. Những người trong giới bất động sản mô tả ông trùng 67 tuổi là người thông minh, dễ gần và là nhà đàm phán tài năng. Phong cách đàm phán của ông ấy không bao giờ mang tính đối đầu, Don People, doanh nhân nổi tiếng từng tham dự tiệc cưới con trai Whitcoff nhớ lại những vụ làm ăn của họ cách đây nhiều năm. Whitcoff không phải kiểu người đàm phán muốn hai bên xuất đầu mẻ chán trước khi đạt được thỏa thuận. Quyết định bổ nhiệm Whitcoff cho thấy ông Trump dường như xem lò lửa Trung Đông hiện nay như một cuộc khủng hoảng phức tạp cần đến kỹ năng dập lửa của một nhà đàm phán bất động sản. Theo giới quan sát, Whitcoff bày tỏ đồng tình với quan điểm khi coi vấn đề này là cuộc giao dịch bất động sản lớn. Theo những người thân quen, Witkoff không có chuyên môn về quan hệ đối ngoại, nhưng ông đã xây dựng được nhiều mối quan hệ kinh doanh trong khu vực và là người ủng hộ nhiệt thành cho Israel. Năm ngoái, Witkoff bán khách sạn Park Lane ở Manhattan cho quỹ đầu tư Qatar với giá 623 triệu USD. Quỹ đầu tư của Abu Dhabi cũng làm ăn với chùm bất động sản Mỹ. Ông ấy ý thức được về những gì mình biết và không biết. Marty Edelman, luật sư bất động sản của Paul Hastings, mô tả người bạn của mình có thể hiểu cả khối Rubik và những người đang xoay nó. Những nguồn tin am hiểu về quyết định của ông Trump cho rằng, việc chọn người có quan hệ gần gũi với gia đình đồng nghĩa ông Witkoff có thể tham vấn cách tiếp cận của Kushner về vấn đề Trung Đông. Kushner cho biết sẽ tham gia về vấn đề Trung Đông ngay cả khi không còn đảm nhận vai trò chính thức ở Nhà Trắng. Tôi sẽ cho họ lời khuyên, giúp đỡ họ theo bất kỳ cách nào họ cần. Anh nói trong cuộc phỏng vấn gần đây với Wall Street Journal, Witkoff dự định thảo luận, hợp tác và ngay tư vấn từ Kushner người mà ông tin tưởng hiểu biết rõ về khu vực, theo nguồn tin thân cận. Nhiều chuyên gia chính sách đối ngoại từng bất ngờ trước quyết định bổ nhiệm Kushner của ông Trump trong nhiệm kỳ đầu tiên. Tuy nhiên, con rể Tổng thống đã thúc đẩy ký kết Hiệp định Abraham về bình thường hóa quan hệ giữa một số quốc gia Ả Rập và Israel. Kushner cũng thiết lập được mối quan hệ làm ăn với khu vực sau khi rời nhiệm sở. Anh đã nhận được khoản đầu tư 2 tỷ USD từ Ả Rập Saudi cho quỹ đầu tư tư nhân mới của mình. Kushner cũng dành thêm các khoản đầu tư khác từ các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Qatar. Một số người đặt câu hỏi liệu một tỷ phú như Wyckoff có thể hiểu rõ lịch sử Trung Đông và tình hình phức tạp của khu vực hay không. Nhưng giới quan sát cho rằng, một trong những ưu thế lớn nhất của Wyckoff là đảm nhận vai trò đặc phái viên Trung Đông là những ý kiến của ông chắc chắn sẽ được ông Trump lắng nghe. Khi hai người gặp nhau lần đầu vào năm 1986, khi Wyckoff làm việc ở Dryer Shop, Wyckoff từng kể, Tình bạn của họ bắt đầu từ cuộc gặp tình cờ ở cửa hàng đồ ăn nhanh. Ông Trump khi đó không có tiền mặt, nên tôi đã gọi giúp ông ấy một chiếc sandwich giam bông và phô mai thụy sĩ. Alex, con trai của Whitcoff, chia sẻ ông Trump chính là nguồn cảm hứng lớn thúc đẩy cha anh chuyển từ nghề luật sư sang đầu tư bất động sản. Mối quan hệ giữa hai người ngày càng trở nên thân thiết. Whitcoff cho hay khi con trai ông là Andrew qua đời vì dùng quá liều opioid năm 2011, ông Trump đã mang lại niềm an ủi thực sự trong giờ phút đen tối ấy. Khi phát biểu tại Đại hội Toàn quốc Đảng Cộng hòa hồi tháng 7, Whitcock mô tả ông Trump là người đàn ông tốt bụng và giàu lòng chắc ẩn nhất mà tôi từng gặp trong đời. Whitcock cũng đã hỗ trợ ông Trump trong phiên tòa làm giả hồ sơ kinh doanh ở New York đầu năm nay. Ông là người đầu tiên làm chứng để bảo vệ bạn mình vào thời điểm nhiều người ủng hộ và nhà tài trợ xa lánh ông Trump. Whitcock đã đồng hành cùng ông Trump trong suốt chiến dịch tranh cử và ở lại Malago trong tuần trước ngày bầu cử. Wyckoff cũng là một trong những người gây quỹ lớn nhất cho ông Trump và giúp ứng viên Cộng hòa tiếp cận thêm những nhà tài trợ do thái khác như Miriam Adelson, người đã đóng góp 100 triệu USD. Vào đêm ông Trump chiến thắng, Wyckoff cùng các thành viên gia đình và bạn bè thân thiết của Tổng thống đắc cử xuất hiện trên sân khấu. Trong tuyên bố bổ nhiệm tuần trước, ông Trump nói chủng bất động sản Wyckoff đã mang lại sự phát triển mạnh mẽ và thịnh vượng cho các dự án và cộng đồng mà ông tham gia. Tổng thống đắc cử nhấn mạnh, Steve sẽ là tiếng nói không ngừng nghỉ cho hòa bình và khiến tất cả chúng ta tự hào. Sự trở lại nhà trắng của ông Trump và tương lai quan hệ Trung-Mỹ Chính quyền Trump 2.0 có thể giống như nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump về các chính sách cứng rắn đối với Trung Quốc, làm căng thẳng thêm quan hệ Mỹ-Trung. Bình luận trên nhật báo Saba Thổ Nhĩ Kỳ ngày 19 tháng 11, giáo sư Phan Hongda tại Viện Nghiên cứu Trung Đông thuộc Đại học Nghiên cứu Quốc tế Thượng Hải, Trung Quốc cho rằng, giống như nhiều quốc gia khác, Trung Quốc đã rất chú ý đến cuộc bầu cử ở Mỹ, đặc biệt là trong bối cảnh quan điểm về Trung Quốc ngày càng tồi tệ trong lòng xã hội Mỹ. Trung tâm nghiên cứu Pew đã tiến hành các cuộc khảo sát trong số những người trưởng thành ở Mỹ vào các năm 2007, 2014 và 2019 để xác định xem họ coi ai là mối đe dọa lớn nhất đối với Mỹ. Kết quả cho thấy Trung Quốc xếp thứ ba vào năm 2007, thứ hai vào năm 2014 và đồng hạng nhất với Nga vào năm 2019 trong một cuộc khảo sát tương tự được tiến hành từ ngày 30 tháng 5 năm 2023 đến ngày 4 tháng 6 năm 2023. Trung tâm nghiên cứu Pew phát hiện ra rằng có tới 50% số người được hỏi coi Trung Quốc là mối đe dọa hàng đầu đối với Mỹ, trong khi chỉ có 17% coi Nga là mối đe dọa chính. Một số học giả Trung Quốc tin rằng bất kể ai thắng cử ở Mỹ, các mục tiêu chính sách của Washington đối với Trung Quốc vẫn sẽ nhất quán, vì kiềm chế và gây áp lực với Trung Quốc đã trở thành sự đồng thuận của lưỡng đảng tại Mỹ quan điểm này rất phổ biến ở trung quốc nơi có cảm giác rằng nước này gần như đã từ bỏ mọi ảo tưởng về mỹ có thể thấy trước rằng đối đầu mỹ trung sẽ khó tránh khỏi trong những năm tới một thực tế rõ ràng là trong nhiệm kỳ tổng thống mỹ đầu tiên của ông trump quan hệ mỹ trung đã xấu đi nghiêm trọng đánh dấu một bước ngoặt sau đó trung quốc liên tục được coi là đối thủ cạnh tranh toàn cầu chính của mỹ ở mỹ trung quốc đã được miêu tả theo một cách rất tiêu cực dù đánh giá từ danh sách nội các do tổng thống đắc cử trump đề cử có khá nhiều người thân thiện với Trung Quốc. Điều đáng chú ý là, không giống như trong nhiệm kỳ đầu tiên, trong nhiệm kỳ thứ hai, ông Trump không còn phải đối mặt với áp lực tái tranh cử nữa. Ngoài ra, Đảng Cộng Hòa hiện kiểm soát cả hai viện của Quốc hội và tòa án tối cao có khuyên hướng bảo thủ đáng chú ý. Động thái này có nghĩa là ảnh hưởng cá nhân của Tổng thống Mỹ mới sẽ vượt qua nhiệm kỳ đầu tiên, giúp ông dễ dàng thực hiện các chính sách đã thiết lập của mình hơn. Trên thực tế, khi cơ hội chiến thắng của ông Trump trong cuộc bầu cử tăng lên, thị trường chứng khoán Mỹ đã phản ứng tích cực. đáng chú ý, vào ngày hôm sau khi kết quả bầu cử được công bố, cả ba chỉ số chứng khoán lớn của Mỹ đều tăng mạnh và lập mức cao lịch sử mới. Có thể nói rằng thị trường vốn đã bày tỏ sự chào đón đối với tổng thống đắc cử Trump. Trong những kỳ đầu của ông Trump, Mỹ đã khởi xướng một cuộc chiến thương mại với Trung Quốc, gây ra rắc rối đáng kể cho Bắc Kinh trong các lĩnh vực như thuế quan, công nghệ, bảo hộ thương mại và trao đổi học thuật chính quyền Trump 2.0 có thể tiếp tục các biện pháp này với Trung Quốc. Hiện quan hệ Mỹ-Trung đang chịu ảnh hưởng nghiêm trọng từ sự thiếu tin tưởng lẫn nhau. Tệ hơn nữa, do sự sụt giảm đáng kể trong giao lưu nhân dân và trao đổi học thuật, ngay cả các học giả từ cả hai nước cũng có sự hiểu lầm rõ ràng về nhau. Nếu các học giả Trung Quốc không tiến hành nghiên cứu thực địa dài hạn tại Mỹ sau năm 2017, hiểu biết của họ về nước Mỹ đường đại có thể sẽ bị lệch hướng nghiêm trọng điều này là do những thay đổi trong chính sách của Mỹ đối với Trung Quốc dưới thời chính quyền Trump đầu tiên và bản thân xã hội Mỹ cũng đã trải qua những thay đổi đáng kể. Giáo sư Honda cho rằng trong thời gian chính quyền Biden nắm quyền, thế giới ngày càng bị chia rẽ thành hai phe, với Mỹ và các đồng minh ở một bên và Trung Quốc, Nga, Iran, Triều Tiên ở phía bên kia. Nhưng tác động nghiêm trọng của chính quyền Trump đầu tiên liên quan đến mối quan hệ của Mỹ với các đồng minh, một số người ở Trung Quốc tin rằng dưới nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump. Quan hệ đối ngoại của Trung Quốc có thể cải thiện phần nào. Cụ thể, có khả năng có tiềm năng cải thiện mối quan hệ với châu Âu, Nhật Bản và Hàn Quốc. Tuy nhiên, dưới thời chính quyền Biden, Mỹ và các đồng minh đã đạt được sự đồng thuận đáng kể về cách tiếp cận cơ bản của họ đối với Trung Quốc và sự đồng thuận này, ít nhất là hiện tại, có vẻ như không thể biến mất trong ngắn hạn. Dưới thời chính quyền Trump 2.0, sự bất hòa và mâu thuẫn giữa Mỹ và các đồng minh có thể sẽ ít hơn so với nhiệm kỳ đầu tiên của ông. Tóm lại, với sự trở lại nhà trắng của ông Trump, Mỹ có thể sẽ tập trung nhiều hơn vào việc kiểm chế Trung Quốc, với áp lực mà Trung Quốc phải đối mặt từ Mỹ và các đồng minh sẽ tăng lên nếu họ tin rằng một số chính sách của Trung Quốc cần phải thay đổi. Tuy nhiên, Trung Quốc cũng có mục tiêu riêng của mình và không dễ dàng chấp nhận trước áp lực của Mỹ. Liệu Trung Quốc và Mỹ có thể tìm ra một cách tương đối hòa bình để cùng tồn tại hay không? Không chỉ quan trọng đối với hai nước mà còn đối với toàn thế giới.